Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái trang bút lẻ 4 các bạn. Thì bây giờ các bạn đánh đây, ví dụ như cái round nó còn tồn tại thì nó sẽ trả về là như thế này các bạn. Thì bây giờ mình muốn custom một trang ha các bạn. Thì bây giờ các bạn sẽ mở lại cho mình, bây giờ các bạn mở ra cho mình cái program này. Ở cái phần app này, ở dưới phần app builder view nha các bạn. Ở trên app section các bạn sẽ cho mình là app use with view status đi. Đây cái này view status code pay with redirect. Thì ở đây mình sẽ cho là trang home này các bạn ha, và vào cái folder euro đúng không? Rồi sau đó kèm theo một cái status code bằng gì các bạn, bằng không các bạn ha, bằng không. Rồi các bạn ghi như thế này cho mình, và các bạn mở lại cho mình cái Home Control này. Thì khi mà mình tạo cái project các bạn theo mô hình MVC á, thì nó sẽ cho sẵn mình cái Home Controller và nó cho sẵn mình cái public ActionResult euro như thế này nè các bạn ha. Đó thì bây giờ các bạn vừa mới khai báo gì các bạn, mình vừa mới khai báo là status code đúng không? Thì mình sẽ để ở đây là cái kiểu in là status code, vào là home là euro, có nghĩa là vào cái folder home và vào cái hàm euro các bạn ha. Rồi hàm euro này status code các bạn sẽ cho là nếu mà status code bằng vậy các bạn, bằng 404 ha, thì mình sẽ trả về một cái view mới các bạn. Còn công tôi là mình sẽ trả về cái return view này ha, sẽ trả về là return view gì các bạn, view not view đi, return view thôi các bạn ha. Thì view này á thì mình sẽ đặt tên là not found đi các bạn, not found rồi ha. Bây giờ mình sẽ tạo một cái folder, một cái file view mới ha, register view empty nè. Đây các bạn sẽ để cho mình là not found ha, tên not found. Rồi thì ở đây á mình sẽ để là bỏ này đi cho mình ha, sẽ là view data. Title các bạn, thì title này là bằng not found các bạn ha, not found 404 ha, tùy theo cái tên của cái trang các bạn đặt ha. Thì ở đây ví dụ như mình để là HK5 đi, display yes 404 not found. Rồi ví dụ vậy đi ha các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ review lại, ha các bạn. Rồi bây giờ ví dụ như các bạn đánh một cái tự đây, nó sẽ trả về là home euro nè và status code bằng không là các bạn ha, và nó sẽ là swapping display euro bị lỗi nè, display. Ở đây các bạn bỏ cho mình cái này đi ha, bỏ cho mình cái dòng này đi. Bây giờ mình sẽ hot reload lại thử nó ra như thế nào hả các bạn. Rồi nó ra đúng trang nè, nó chạy đúng nè, nhưng mà cái này nó đang bị lỗi ha các bạn. Ở đây các bạn quay lại cho mình cái trang star ha, program.cs nè, .shop các bạn thêm cho mình cái dấu xịt như thế này ha, mình quên thêm dấu xịt các bạn, cho nên nó chạy nó bị lỗi các bạn ha. Giờ mình thử lại coi, bây giờ mình review lại luôn các bạn. View lại ha, chả status code bạn cho mình cái đóng mở dấu ngoặc đơn như thế này ha các bạn. Để mình sẽ chạy lại, đây này các bạn. chạy ra là các bạn ha. Đó, Hispania X4 là 4 nốt hào nè. Rồi, thì cái trang này tùy theo các bạn custom ha. Ví dụ như mình cho cái trong icon đi. Cái icon nốt hào các bạn ha. Giờ mình sẽ là copy copy in my address là sẽ mở cái trang nốt hào lên ha. Giờ mình sẽ cho cái thẻ img ctrc bằng rồi phát ra ha các bạn. Nó reload đây như thế này thì tùy theo các bạn sẽ đến ha. Này cho h3 để cho đổi gần tí xíu các bạn ha. Rồi ví dụ vậy, tùy theo các bạn custom. Thì ở đây còn một cái nữa các bạn, mấy cái icon nè, mấy cái icon của cái Font Awesome mà trong cái theme của mình đó, thì bây giờ các bạn sẽ search cho mình cái vào Google ha, các bạn search cho mình cái Font Awesome CDN ha. Ở đây nè các bạn kéo xuống cho mình là Font Awesome CDN ha, mình sử dụng CDN chứ không có sử dụng cái trang chính của nó các bạn. Ở đây các bạn sử dụng cho mình các bạn 4 chấm thôi, các bạn càng thấp các bạn, càng thấp càng tốt các bạn. Ở đây mình sẽ xài các bạn 4.0.1 để các bạn, tại vì cái theme của mình là cái theme cũng cũ rồi ha, cho nên là mình xài cũ thôi. Rồi các bạn copy nè, copy URL bằng cách là các bạn click vào cái mắt xích nè ha. Rồi sau đó mình quay lại trở lại cái layout. Bây giờ là cái phần Font Awesome nè, thì mặc định nó có ha, nó có cái select nhưng mà không biết sao nào nó không chạy được các bạn. Thì nó không chạy thì bây giờ mình sẽ thay bằng cái đường dẫn CDN luôn các bạn ha. Rồi bây giờ sau khi các bạn thay thì các bạn sẽ hot reload lại ha các bạn, rebuild lại luôn. Nào nó yêu cầu rebuild thì mình rebuild lại ha. Đây thì tất cả icon nó chạy nè các bạn, tất cả icon nó chạy nè ha. Đó. Rồi ở đây thì các bạn thay cái slider các bạn cũng dễ thôi các bạn. Thay slider thì ở đây mình không có code slider ha. Giờ là xem coi này, chắc mình phải thêm cái slider controller các bạn, thêm sửa xóa slider luôn ha, để cho nó chuẩn cái bài các bạn ha. Còn tôi thì các bạn có thể là vào Google các bạn search là banner game đi ha, banner gaming. Rồi chọn hình ảnh gaming nè, banner gaming nè, banner gaming PC đi. Rồi tùy theo ha, tùy theo mình. Sau đó các bạn để cho mình chọn nè, bạn copy in my address ha, hoặc là các bạn download về. Ở đây mình copy in my address đi ha. Rồi sau đó là các bạn mở cho mình cái layout lên. Ở cái phần slider nè, ở phần slider ha, giờ mình thay chay luôn các bạn. Tại phần slider nè thì các bạn có thể là bỏ đi item đấu trang. Rồi ở đây mình bỏ nè, bây giờ mình chỉnh lại là thành 12 cột nè, như Bootstrap vậy ha, bỏ hết tất cả. Bây giờ mình sẽ cho cái SC bằng các bạn, bằng cái link nè. Rồi sau đó các bạn sẽ cho mình là width bằng 100% thử ha. Rồi hot reload lại đây nè các bạn, chạy nè. Ok ha, bây giờ thì chỉ việc là ví dụ như các bạn thích cái hình nào thì các bạn phát ra như thế này, phát ra như thế này. Rồi bây giờ mình chỉ việc là thay cái hình ảnh thôi nha. Bây giờ đây copy matrix đóng vô đây cái, rồi phát ra nó hơi dài các bạn. Các bạn chọn cái hình nào mà nó nhỏ thôi. Rồi copy matrix đóng vô đây cái, rồi ok, hơi dài cả nó đi. Rồi ok, mình được như thế này nè các bạn. Ok ha, cái hình này hơi mờ, cái hình game Beyond hơi mờ nè, mình đổi cái khác. Lấy power cũng hơi mờ luôn. Cái nào mà nó không có mờ thì nó đẹp đó các bạn. Mình test tay ha, copy này hết đây, phát ra lót lại. Rồi tạm thời thay vậy đi ha. Từ khi mà mình hướng dẫn cái chức năng mà thêm slider thì mình đó để cho nó đẹp hơn tí xíu mà các bạn.